là những con. Cơ thể này là của chúng ta, thì ta sẽ đau khổ biết bao khi phải lìa xa nó. Thật ra, chẳng có một cái ta trường tồn bất biến, chẳng có một cái gì cố định hay bền vững mà ta có thể nắm giữ. Hơi thở 14. Từ lúc mở mắt chào đời cho đến khi xa lìa cõi thế mà bạn chẳng có giây phút nào ý thức hơi thở vào ra trong cơ thể mình, thì bạn đã sống xa rời với chính mình. 10 năm, thời gian là hơi thở của chúng ta trong hiện tại. 16. Bạn bảo rằng bạn quá bận rộn nên không có thời gian để hành thiền. Bạn có thời gian để thở không? Thiền là hơi thở của bạn. Tại sao bạn có thời gian để thở mà không có thời gian để hành thiền? Hơi thở là cái gì sống động của cuộc sống? Nếu bạn ý thức được rằng giáo pháp là sự sống động của cuộc sống, thì bạn sẽ cảm nhận được rằng hơi thở và sự thực hành giáo pháp quan trọng ngang